ta sẽ vào tiếp phần 3 của cái dạng câu điều kiện và một số trường hợp đặc biệt khác. Tại vì phần số 3 ta sẽ vào tiếp với phần với từ unless, ta sẽ vào tiếp với từ unless. Vậy thì unless thì ta hiểu là nó sẽ bằng nghĩa với cái cụm từ if cộng với nó sẽ bằng if, và sau đó sẽ có nó. Vậy thì ta hiểu ngắn gọn là ta hiểu let thì bằng if not. Nếu trong câu được con let rồi thì bạn hiểu cái vế nó bằng if not, để nhân nó bằng một cái vế if và ở dạng cố định, if ở dạng cố định. Vậy thì not này không thể có câu chỉ biết không từ not, nó phải có trợ từ chia kèm, đúng không? Ví dụ như tôi I đi đây là phải don't hoặc là do not. Còn đi với tôi he did thì từ not nó phải biến thành là doesn't not, hoặc viết tắt là doesn't, đúng không? Vậy thì từ unless ta hiểu, nhớ cấu trúc unless thì phía đó bằng với if not, và nó thường được dùng trong câu điều kiện dạng một. Lưu ý này là cái từ unless này thường được dùng trong câu điều kiện dạng một, thì chú cách dùng nhé. Đó là thường dùng trong câu điều kiện dạng một, thường dùng trong câu điều kiện dạng một và dạng một. Có nghĩa là điều kiện như thế nào nhỉ? Điều kiện có thật có thể xảy ra, đúng không? Và hiểu điều kiện dạng một là điều kiện có thật có thể xảy ra thì ta dùng unless. Nào, vậy thì bây giờ thì ta sẽ có cái ví dụ cụ thể như sau. Ta vào phần là ví dụ example. Ở đây ta phải cho là một cái ví dụ đủ với if not này. Đó là if you don't to that come on. If you don't nếu như bạn không bắt đầu ngay lập tức, you will be late. Ta thấy you là cái tác của you win, đây là trong câu điều kiện thằng mấy đấy nhỉ? Đây là câu điều kiện thằng một. Vâng, ta thấy câu này người ta dùng với if cộng với not ở đây, nó được người ta thành đôi. Vậy thì bây giờ nếu người ta không biết cách đó thì mà bây giờ mình viết bằng với cụm từ là unless. Nếu bây giờ người ta bắt thì viết thành từ là phép thì ta sẽ viết như sau. Unless you as one, unless you start one. Nếu bạn không bắt đầu ngay, không được start one thì bắt đầu ngay. Yeah. You are be late. Có nghĩa là viết xong. Cái phía sau của nó, cái vế đằng sau nó có cái gì là phải cộng là bên thế. Vậy thì đây là viết theo cái cấu trúc ta dùng unless bên đầu, còn phía giữa phải có dấu phẩy, nó bằng với if not. Unless và if not thì hai vế này bằng nhau. Và câu này nếu người ta không biết cách này, người ta sẽ đảo ngược, người ta biết như nào. Lúc này người ta đảo phía sau bên đầu, nó bằng là you là be late. Khi mà be late bạn sẽ bị muộn. Unless you start at one. Vậy thì ta sẽ thấy câu này là gì? Bạn sẽ bị muộn nếu như bạn không
Vậy thì khách cùng với Alex thì ta thấy là nó lưu ý như này là cái cách dùng của nó thường dùng trong câu điều kiện đặt mục, điều kiện có thể ra và nghĩa của nó là bằng với ít nó không bằng với điều kiện đặt của mình. Ví dụ bây giờ ta lấy được câu như sau: nếu bạn không trả tiền cho tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát. Vâng. Ta sẽ có câu là if you don't pay me, I'll call the police. If you don't pay me, I'll call the police. Nếu bạn không trả tiền cho tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát. Vậy thì câu này tiếng Hàn nếu như dùng với từ unless, ta có hai vị trí để đúng không? Nếu các bạn đề mà unless để trên đầu ta làm cái cụm trên này. Nếu bạn đề mà đây để chính nào đầu thì các bạn đề dùng hiện dùng unless là để sau. Vậy thì câu này ta sẽ thay bằng như thế nào? Ta cũng sẽ làm thử bằng hai cách luôn, đó là unless như nào? You đúng rồi, unless you pay me. Ta cứ hiểu câu trên là nó có đôn rồi đúng không? Có nó rồi thì nó bằng ở dưới, chứ không cần dùng đôn và nó nữa. You pay me phải cái phòng cũng như là như này đúng không? Ai được không có đi không thay đổi được sau. Tiếp theo, nếu không biết trong cách này ta sẽ làm cách khác, đó là gì? Nếu đảo ngược lên ta sẽ có cái vế sau lên đầu, đó là ai nữa con dân police, ai là con dân police. Tiếp tục unless you pay me. Rồi vậy thì ta có thể biết theo hai cách để chấp nhận được và nó bằng nghĩa nhau. Nhân nếu cái vế unless lên đầu thì ta cũng dùng dùng phải giữa giống như là vế ít lên đầu. Vậy thì cái phần này em thấy nó rất là dễ không? Không cần hỏi gì về phần này đúng không? Rồi, bởi vì em cứ nhớ là unless thì bằng ít nó. Còn cái vế, cái mệnh đề mà nó nằm phía sau thì nó như thế nào, biết như là như thế. Nó khẳng định cái cụ định tăng quan tâm, đúng không? Cái vế mà ai là con polit ấy, đúng không? Thì ta có thể là không quan tâm nó là khẳng định những cụ định phía sau. Mà ta chỉ quan tâm thì cái vế đi ít nó sau ít là một mệnh đề là cụ định. Ví dụ if you don't pay me thì đây đang có từ cấu trúc if và not rồi đúng không? Thì nó bằng unless, lúc đó lại cần cho từ unless vào trước từ you, như thế là nó lại đủ được nghĩa của cả cụm từ bằng, đó là if you don't pay me rồi thì nó chuyển thành là unless you pay me. Nào, có cần làm thêm một số bài tập liên quan đến câu này không? Rồi ta thể làm thêm một câu nhé. Người ta cho cái từ unless lên đầu,
Nếu người ta cho như thế này, bây giờ em tưởng tượng nếu là một bài kiểm tra, người ta cho như thế này, em sẽ làm như thế này. Có dùng từ đơn từ đó à, đúng rồi, đã nó thì bằng unless thì bằng if nó rồi thì ta coi những phần này cũng có đi đúng không, vì cái phần bản thân thằng unless này nó bằng rồi thì ta chỉ còn cần là cái phép bắt đầu từ if stop raining và rồi unless stop raining và lúc này thì stop thì ta làm thế nào stop. Theo em lưu ý với thầy là theo em là if stop raining ta làm thế nào? À đúng rồi, thì đây lúc này ta thấy nó không có trợ từ ở tạm cố định nữa đúng không? Thì động từ thường này ta phải thêm s, lưu ý chỗ này nhé, chỗ này rất hay nhầm lẫn và rất hay quên này. À, và trên thì nó có đơn từ rồi thì dưới này ta thấy nó không có đơn từ thì ta phải hiểu là động từ đó cái kia là khẳng định. Unless it stop raining. Và phía sau thì cũng là dây win cancel tương tất hơn thì vẫn cho đặt win như thế đúng không? Vậy thì em thấy thì có một cái chỗ là với động từ stop là lúc này phải thêm s thì lúc này nó đi với câu thứ ba suýt đúng không, và câu dưới đó là câu khẳng định. Điều này em thấy nó có đã hiểu nắm được cái chỗ này chưa? Về mặt ý nghĩa thì ăn lép bằng với đơn từ bằng ít cộng với đơn từ, nhưng về ngữ pháp thì ta thấy vì trong câu trên nó có đơn từ nên động từ stop không có s nữa, nhưng mà câu dưới thì ta lại không có cái từ đơn nào cả, không có trợ từ đơn hay luôn nào cả, bắt buộc động từ chính ta phải thêm s thì nó đi với câu ít. Vâng rồi, thì chỗ này thì em nhớ và khi làm bài tập thì ta sẽ kiểm tra sau cái phần này. Ta tiếp tục với phần tiếp theo. Ta sẽ vào tiếp với phần số 4. Để sáng phần số 2 này đi. Và ở đây ta có thể thấy là thường là dùng
Nếu không thì bạn sẽ bị muộn. Được chưa? Vậy ta sẽ từ I to Y xuất hiện trong cái câu để nó có cái biểu ngược với cái này. Và nếu cái này mà không làm thế này thì cái điều kia sẽ xảy ra. Được rồi, chúng ta sẽ từ I to Y. Đó là cái câu này, ta thấy nó hoàn toàn ví dụ có thể xảy ra. Nên đây là ví dụ cho câu điều kiện là 1. Được chưa? Vậy thì ta tiếp tục với ví dụ với câu điều kiện là 2. Is he ready? Ví dụ cái điều kiện là 2 là trời thì đang mưa. Trời đang mưa. Is the ready? Có thể thực hiện nào không? Is the ready? Nào. Cho phải otherwise, I will go out. Nếu không thì tôi đã đi ra ngoài rồi. I would go out. Yeah. Trời bây giờ đang mưa. Nếu không thì tôi đã đi ra ngoài rồi. I would go out. Tôi đã đi ra ngoài rồi. Vậy thì ta thấy cái này nó dùng ở cái câu này thì would phải win. Đây là điều kiện thứ hai, đúng không? Cái điều kiện mà chúng ta thấy là nó dùng would thì sẽ nói điều kiện khó để xảy ra hoặc không thể xảy ra, đúng không? Và cái điều này là trời đang mưa mà lại bạn đưa ra cái điều kiện là nếu không thì trời đã đi ra ngoài, có nghĩa là nếu trời không mưa thì mới đi được, đúng không? Còn đã mưa nên đã không đi. Nó từ là cho chia ở cái điều kiện thứ hai. Nó khác với cái này là tập một sau chủ ngữ là win hoặc tắt là lần. Ta tiếp tục với một cái ví dụ với câu điều kiện là 3 của cái phần dùng về ăn ngoài. Đó là như sau. Yesterday I was in. Yesterday I was in. Ngày hôm qua thì tôi đã đi bộ. Chỗ này là kia là từ bình thường hơn. Nên nếu như ai thì kia là was ở phần in là đã đi bộ. Tiếp tục, chỗ này là chấm phẩy, đứng sau I to Y thì ta dùng chấm phẩy như này. Either, Y. Nếu không thì, ngày hôm qua là tôi đã đi ốm, nếu không thì tôi đã đi Đà Lạt rồi. Either Y, I had a one. You should study that. Vâng, bạn nên học tập chăm chỉ. Otherwise, nếu không thì bạn sẽ nhận được điểm kém. Vâng, otherwise you will get bad mark. Cái từ bad là xấu và tồi tệ. Bad mark. Hoặc là low mark, có thể dùng từ low là từ thấp được. Rồi, vậy thì đó là điều kiện có thể xảy ra. Điều kiện từ low
ra và nó có nghĩa là có thể là xảy ra hiện tại, nhưng nó phải làm điều kiện để cái điều khác khó để xảy ra, đúng không? Ví dụ như là gì? Tôi có một cái xe hơi ước gì tôi đã không nên nói. Rồi đấy, một câu khác rồi đi. Ví dụ bây giờ tôi đang ở Việt Nam, nếu không thì tôi đã đi dự lễ hội Halloween, đúng không? Ở Mỹ ví dụ thế, thì ta có thể dùng cứ miễn sao cứ dùng một cấu trúc là được. Ví dụ hôm nay ta nói là I am in Việt Nam now, đúng không? Otherwise I would. Ngon hay không? Cũng câu ấy. Lưu ý là cái điều kiện thứ hai sau út cũng vẫn phải là từ nguyên thể thôi, đúng không? Chỉ có cái điều kiện là ba thì mới dùng với là dùng với header cộng quá khứ hoàn thành, đúng không? Được chưa? À, xin lỗi, đây nha, cái câu này, chỗ này ta phải dùng là út hay là con? Cái cần điều kiện là ba này, đúng không? Ta thấy chỗ này có sự đồng đẳng như này này. Đây phải là út cộng với hammer non, đúng rồi, có điều kiện như này. Út hammer con, đấy phải đi. Bắt đầu chỗ này là mệnh đề chữ sau út nhé. Và đây phải là để dạng hiện tại hoàn thành, đúng không? À, đó. Nếu không thì tôi đã lấy nước uống hai bà con tu nàng nàng đấy. Thì chắc ta nhớ là cái mệnh đề ở phía sau ROI trong cái điều kiện là ba cũng như là điều kiện trái thực tế là quá khứ ngày qua chúng ta đã uống. Nếu không thì tôi đã đi là làm rồi, uống hai bà con. Rồi thì về nhà thì có bài tập tương ứng theo cái ví dụ của mẫu đấy để làm đấy.